Em mình sẽ tiếp tục với con Mr. Hub Play How To nha. Thì lần trước mình mới chơi xong cái clip short của cái không biết gọi là chapter mấy nữa, tại vì nó không để số muốn phải đếm nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến cái tree curse, nghĩa là ba lời nguyền nha. Cố làm hoàn thành nhanh game này thôi, khỏi ám nữa. Mà kiểu gì quay game này được nhiều lượt xem à. Cảm ơn Chúa, nếu như tôi có thể đi ngủ thì mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Thế giờ mình đi lên này. Chắc là giờ phải lên phòng ngủ thôi, phòng ngủ thì nó ở trên. Ủa. Ủa giờ hết bị bà nuôn dí hả? Rồi, chết mẹ, hiểu rồi. Giảm nhỏ lại xíu, nhưng mà mình cần phải nghe tiếng nhạc để cơ viết não ấy, quá quá rồi viết não tới á. Nó không có thật, không có thật đó đỉ. Ồ mất cũng sao. Đấy đúng không? Má mừng, chả có ai ở đây cả. Thôi về phòng giường ngủ đi đi. Mệt. Thôi nhanh. Vãi. Nhiệm vụ mới mình là gì? Về ngủ. Ủa mà giường mình ở đâu chứ? Giường mình đâu? Vãi, giường đâu? Hay là mình phải chạy ra nhưng mà đéo có đường. Chết. Đéo cái giường đâu. Thôi phải né hết ta. Cứ nét từ từ nha. Ui mẹ. Đéo còn cái gì để cho nó làm nữa. Ô mẹ nó đéo đi. Nhưng mà phải làm cái gì trời. Thôi cứ né đi né lại hoài đi, mệt. Không biết phải làm cái gì luôn á. Đứng chỗ hồi à, chết à. Nó khó. Đây có địa chỉ vậy? Ở đây có nó kiểu nó cho mình biết bao xa mà. Biết rồi. Mình gần lắm rồi. 31, 9, 10. Đấy. Kiểu nó dưới mình nữa. Kiểu gì? Tám nè, 9 nè, nó ở góc này nè, nhưng mà nó không mình đéo đi vô được. Nhanh quá, đúng chỗ nó nhanh chết luôn á. Ồ má quên quên má, phải để tay biến mất nữa. Thề chơi mấy cái này chết hoài luôn, càng ngày càng khó. Cái này khó vãi.
cứ vậy biết biết tới chừng nào né cũng không né được hoài, tại sàn nhà đâu né hoài. Vậy sao quá đấy, nghĩ được ô cái gì vậy trời, ma gõ cửa hả? Vãi, dây nhảy, ôi má, dây nhảy què nữa. Gì chơi gì nữa trời. Mẹ tức trời, tức trời trời, má đéo làm gì luôn. Xem chết. Chè nhảy. Chạy chạy chạy, mẹ làm hư hết nguyên sàn nhà đi. Giờ mình không thể nào qua bên kia được đó, tại vì nó hố nó dày lắm. Ủa à, má cuối cùng sao mà chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Để chạy ra ngoài. Ủa nó đâu vậy? Gặp nó trong thư viện. Biết từ đây chạy xuống có chết không nữa. Không, không nghe tiếng, không nghe tiếng là đéo có rồi. Thôi xuống thư viện nhanh nè. Thôi nghe à. Con kia con nào nhỉ? Đi. Từ đó. Chuyện gì xảy ra gì đi, mình đã nói với bạn rồi, những con quỷ xung quanh đây mình có thể làm cho tụi nó biến mất và cứu tất cả mọi người. Chúng tụi mình cần làm nghi lễ, tụi mình cần chín cái nến, một cái sách cây là gì, quên tên, chinh kẹt là gì. Ủa à, ai đọc lại được không, ta đéo nhớ cái gì đó. Thiệt đéo nhớ gì á, nhanh quá. Thiệt đéo nhớ luôn á, sao làm đéo nhớ nói đâu luôn á. Giờ thì mình biết nhà tắm ở đâu à, vô nhà tắm trước. Bắt đầu có phần 1 rồi đó. Vãi, tụi nó đeo dí mình trong cái góc tối nữa, mà nó dí mình bên ngoài luôn. Ồn quá, chết 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 chết. Gây tiếng động mà nó lăn ra. Chậm thôi, chậm thôi. Không phải là gây tiếng động hết mức là nó ra, mà gây ở giữa giữa thôi nó cũng tới nữa.
một cái nến. Chết mẹ ơi, vô vô thôi thôi. À mà vậy cũng khó lắm, tại vì mình cũng có mấy cái tủ đi núp à. À mà thấy con kia ở trên nè, nó có đi xuống không? À, nó có đi xuống. Ở góc này là chật rồi, mình phải xuống dưới đi vô nhà tắm. Mới tìm mấy hai cái nến nè, không biết nó có lưu lại không nữa hay là chết cái mất hết trời. Á, còn nửa cây à. Thề luôn đủ mẹ cái xe. Bởi cái này nó bò bên kia lăn. Ồ vậy là tính nhắn đi xung quanh hành lang chứ bộ. Cái xe tính ra đi xung quanh hành lang bộ vậy mà mình tưởng nào mình gây tiếng động nó mới quay lại. Ồ má gì mà khó phải cứt luôn. Sao chơi? À, nãy xe nằm góc nào đi xuống né rồi. Kinh nghiệm mà mình lên đây mình đâu có chạy đâu, chạy rồi con kia tới rồi vậy không mình à, không mình đứng cũng đi rồi, tại vì nhà tắm nằm ở dưới nấp nấp nấp. À, đéo chịu đi mà đứng yên chứ. Rồi tới góc này là yên tâm rồi. À, lát xem quảng cáo được rồi. Đây có muối nè. Ồ, hai cái đây luôn. Bây giờ thì cần cái đồ gì mà nhìn y chang là cái gì vậy trời? Cái đó phòng nào ta? Nó sao mà biết được? Thôi cứ lục từng phòng thôi. Chứ nãy nhỏ kia nói nhanh quá mình không biết nằm đâu nữa. Từ đó. Ồ má. Ta phải làm cái này gì cái nó vô vô xếp gom xếp gom xếp gom đéo bị gì. Chết mẹ đéo bực mạng này. Thôi ăn gian xíu nha, khó quá ăn gian xíu. Không sao không sao, khó quá ăn gian xíu thôi. Rồi cho xem quảng cáo đi. Ồ vá, mình tính nhận à, chết mẹ, tính nói là đeo nó chưa qua quảng cáo nữa mà không có quảng cáo rồi. Ăn gian xíu. Khó quá, ăn gian xíu rồi. Gian gian luôn á. Thôi giờ xíu. Không quá giờ rồi. À, má, mình quên mình tàng hình chứ mình có bất tử đấy đâu. Đụng mẹ, đụng đụng đồ xíu cái nữa chết mẹ rồi. Hết hồn má xém chết. Ủa mới ba nến hả? Mình tưởng mình phải bốn nến chứ. May quá, may quá. Không vô, không vô lại phòng này nữa, không vô lại phòng này nữa. Hay giờ mình biết hai món kia ở dưới rồi nên mình dạo trên đây thôi. Chứ đây là lậu con Mr. Hope nên biết chắc nó không phải khó hơn chứ nhỉ.
thấy cái bóng nó bên kia rồi. Dụ nó chạy ở đây đã, để biết nó ở đang ở phía nào. Biết là nó đang bên đây rồi mà đi mãi không thấy đâu. Sáu rồi, 6/9 này, 6/9 này. Đi qua giùm con cái má ơi. Má ơi, đi đi đi. Anh làm tầm mỏi ngón tay phải chửi luôn. Đi từ từ thôi, anh chả gì phải dội vậy. Dội chết. Ủa này, vậy chắc cái này ở tầng 2 rồi. Chứ tầng 3 dạo hết rồi, được khoảng được 3 cái nến. Chỗ này từ từ ơi, tại nãy giờ dội quá. À, đi nó cứ đứng lại, không biết nó cứ đứng gần ra sau lưng mình nữa. Phòng mày vô nè, đây nè nè. Ôi, tìm đến hai nến thôi, mình dạo xung quanh cái phòng, cái lầu này là thế nào cũng tìm được thêm cái à. Má tưởng bị gì, tưởng phát hiện rồi. Dạo xung quanh lầu này thế nào cũng tìm thêm được cái à, rồi thêm cái dưới nữa. Không có má. Mà cái đường xuống nó không có ở đây trời. Tiếp bên kia cái đầu cầu thang đụng mẹ như lồn. Tiếng nhạc là con thỏ rừng chứ con báo là tiếng cười. Đúng không ta? Tiếng cười của con báo. Trời ơi, hơi tới nè. Rồi xuống dưới tìm hai nến nữa thôi, mình dạo hết rồi. Thiếu hai nến nữa thôi. Một nến. Rồi đi xuống ơi. Nó đi đường ngược lại rồi. Rồi, qua. Wow. Cái gì ban đầu thấy con kia nó lăn nhanh vậy cứt. Ờ, một nến ở đây, một nến bên trong đủ rồi. Rồi tìm đường đi về thôi. Đi về gặp con màu hồng. Hay câu quảng cáo chạy về ta. Con quảng cáo chạy về. Ủa, thiếu nến trời. Rồi câu quảng cáo này. Yeah. Tìm nến cuối nằm đâu rồi. Sợ đéo gì nữa. Chết mẹ nữa. Quên là mình bị mất máu được nữa. Má cứ hận gì rồi. Đầy rồi. Đủ rồi, đủ mẹ. Làm nghi thức rồi. Bây giờ chúng mình làm gì đây? Mày thật sự đã sống sót nhỉ? Đi. Nghe biết lừa rồi, đụng mẹ. Nghĩ sao mình nhỏ này sống được. Mày là con nào?
đó cổ đó. Hãy đưa bản thân mày cho tụi tao. Chết cho tao, mình đứng kịp mà. Ồ, đây là cái phòng của phần 1 nè. Ờ, để muốn quay nốt phần 1 luôn nha. Tìm ba chìa khóa. Ghế đẩy được không? Không. Đấy, phải thế này nữa hả trời. Sao cái chapter này nó lâu vậy? À, mới ha, cũng mới 20 phút à. À hết hồn ma. Mày không nhìn thấy à, đây là chuyện đã được viết để... Ủa, đây là chuyện đã được định sẵn. Cho một hy vọng để sống. Ba phải có ai đó để chơi cùng Phi. Đây là ba. Đây là ba số ba đấy, phải ba. Ồ, bây giờ chết mẹ. Ủa, đang ngồi mà. Ủa, đang ngồi mà. Nó có quảng cáo nào cho ta xem không chứ, ta sợ quá. Cái hồn mẹ. Nó có tính bay ra từ đây nữa không? Mọi người dí được chút. Một kìa. Tính bay ra từ đây nữa gì? Có cục. Có cục chút. Thôi. À thôi đi thôi chứ thôi gì. À, không nghĩ đâu ở đây đâu hù đâu. Chứ nguyên hành lang dài vậy mà không có gì để núp rồi hơi vô lý à. Thấy hình chì rồi. Kiếm thêm chì nữa. Ủa? Ở phần 1 là mình núp mới đâu có nhìn thấy mình đâu ta. Thiệt. Ở phần 1 núp là ở đâu có nhìn thấy đâu. Vậy. Ờ, ta thấy TV vậy, ta thấy TV vậy. Thấy TV được rồi. Ta thấy TV vậy. Chết nãy tao rồi. Chết rồi. Má TV. Giờ bẩn như cái sao. Mình không chơi được thôi. Phải chơi giờ. Yeah. Chắc trên đây có hiểm chìa. Đéo có, xuống nhanh mà hết tàn hình. Có cái đồng xu vô bổ vậy. Xuống. À, chìa đây, chìa kia nữa đủ rồi. Chết mẹ hết tàn hình luôn. Ôi, ỉa nguồn luôn. À, được rồi, vô được phòng này rồi. Đưa an toàn rồi. This can't be right. 2019, tháng 4 2019, ngày 18. Này sao? Làm cái gì vậy? Ủa? Đi theo tao. Gọi mày đâu? Ngộ hen. Kêu đi theo mày, mày đâu mất mẹ à. Hay, à, chắc phải ở vô phòng này chứ. Ủa đâu phải đâu. Ủa. Đâu nữa. Thôi mình không muốn đi ngang ở chỗ đó nữa đâu. Cho tao lên tao xin cái gì cái. Chết mẹ, dám chạy qua không? Chạy qua nhanh lên. Ủa biết đi theo mày rồi, mày ơi chờ tao xíu. Có cứt. Ủa tì gì đâu. Tì gì đây hả? Nói tao tì gì đây đi. Thôi đéo có tì gì rồi, biết vậy đi dưới mẹ. Ôi tì gì. Thiệt. Mình cũng muốn kết thúc cho nhanh thôi, nhưng mà ba nãy là mình
khó khăn quá nên biết đó. Thì game đó, nó cho thì mình làm này làm nọ chứ nó không cho là mình cố gắng hết sức rồi mà làm này. Ủa ủa đi đâu, ủa đi đâu, thế giờ phải đi tìm con này hả? Cái tiếng nó nghe nhịp như bài như cái gì ta, gốc vùng què gì ta, cái nó có trên đây không? Không đéo có, nó đéo chọn mấy chỗ an toàn đi, nó bắt mình phải hô má rồi mẹ hề giật luôn á, giật đứng tim luôn á. Sao mày cứ phải đứng ở ba chỗ đó chi vậy? Sao mày cứ phải vậy vậy? Hay ra vẻ vậy trời? Bây giờ mình đi ngang qua là không được rồi. Thôi đi chậm thôi. Hết hồn, sớm sớm sớm. Nhìn lên, tí gì ơi, tí gì ơi, tí gì ơi, tí gì ơi, tí gì ơi. Mẹ làm tao muốn làm gì sao quảng cáo rồi đó. Mình phải chơi hàng nha chứ mình cứ về video kéo dài hoài à, nên mình cũng chỉ muốn biết về game này sau đó nó làm sao thôi nên mày hoàn hảo. Mày muốn cái gì từ tao à, cuối cùng mình cũng chịu ra chỗ này hả? Ô má, hãy chơi cùng tụi tao đi Easter. Tụi kia đâu? Bạn tao đâu? Nói tao đi. Mày chỉ giống như tao thôi. Tao đéo giống mày. Tao cảm nhận được cơn đau của mày. Hãy đưa bọn hãy hãy hiến dâng mày cho tao. Để tao yên. Tao cũng cảm thấy nó cơn đau của mày, nỗi buồn của mày, cơn thô mình là gì, nó bùng cháy bên trong mày. Mày thuộc về tao. Bị bỏ rơi và thất lạc, bị bỏ rơi và bị lạc đi. Tao không biết cái gì là thật hay giả nữa, Easter. Tao đéo sợ mày đâu, tao mệt lắm rồi. Chơi với tụi tao đi, giờ chắc sợ rồi. Đồ má, đồ vậy, chưa kịp chạy nữa. Chó. Rồi mẹ sao? Nó gần vậy sao chạy kịp trời? Thôi, đi. Mày đéo sợ. Ủa? Kiểu gì mà mình ứng cho nó ngồi xuống hai lần vậy trời? Nhớ cái nút ở đây nha, giữ sẵn tay vô luôn đi. Real and what isn't anymore.
I'm not scared of you. And I'm tired of you trying to wither me down. Ủa đủ má, tao biết chạy đâu vậy? Stay away from me. Má, cái lồn má dính sát đít kìa. Cảm ơn đừng cho mình chơi lại từ đảng trong nhà mà. Ừ, phải vậy chứ. Stay away from me. Hồi ba lúc nãy che, nó che mất ba cái nút đi, để biết nút nào ở đâu luôn. Xuống xuống. Mày đi đâu vậy? Còn mấy đứa bạn của mày sao? Ủa, đây đây. Tại sao mày không chịu chơi? Hôm nay mình nói chuyện nữa, lúc nó biến mất hoài. Ôi thôi thôi thôi. Hay là mình đi dọn lộn đường hả? Đấy, vậy cho mình chơi lại đoạn này mình đúng rồi. Thế cái lúc đó là mình phải nhảy lên cái tay rồi nhảy thêm lần nữa. À, giống như trò khủng long thôi. Có gì khó? Một lối ra. Thôi mẹ nó lối ra cả. Kiểu nó bắt mình phải chơi qua cái đạn này một cách mà hoàn hảo niệm nó mới sống được chứ độ mẹ sai lầm nhỏ thôi con mình nó chết mẹ rồi. Thôi về chết rồi, ăn đi má. Rồi mẹ ăn được mấy chục lần luôn, độ má có cái chắc tao thôi mà chết mấy chục mạng, không có tàn hình mà chết độ má nhiều hơn nữa rồi. Đấy, ôi 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 ôi. Má ấy kiểu bị mất có một nhịp thôi là chết à. Nó bắt mình phải chăm chăm à, chín chín đéo được nữa. Buộc phải chăm chăm. Thôi chết rồi, đi đi đi. Đi đi làm ơn, làm ơn, đi đi. Thôi sao mày yếu quá vậy, đụng mẹ mày đéo chạy nổi nữa. Thôi ăn rồi đi. Vãi. Má. Vẫn được, vẫn được, vẫn được, vẫn được, vẫn được. Vẫn được, vẫn được. Ngon. Ngon, ngon, ngon. Ngon, ngon. Đi đi đi, đừng chết, đừng chết. Trời má, nó tự chết nữa. Mày dẫn gì? Tính ra game còn 2 cái chapter nữa luận bộ. Hay là kết thúc rồi? Mình bên ngoài rồi. Ồ, hay đây kết thúc ta? Mình nhớ nãy là còn giải chút ta. Con thỏ ngu ngốc này, mày sẽ bị cảm đó. Hình như con có xem sơ dễ cốt truyện con này rồi. Ồ, 6-7 năm từ vụ biến mất của 24 đứa trẻ
tại cái dinh thự vườn mục đó. Đến ngày hôm nay thì những con người mất tích và có gì đó cái nước nước bự không ổn á. Nói chung là đang nhắc về cái vụ lịch sử mà 24 đứa trẻ mất tích á. Thì game này có phần 3 nữa, nhưng phần 3 mình nhìn kiểu mình thấy nó không có thích á, tại nó theo cái mô hình 3D với lại cái nó không có theo cái góc nhìn thứ hai nữa, mà chuyển hẳn lên góc nhìn thứ ba luôn. Hết hả? Nãy là mình làm chi có shit rồi mà. À, thế là ba này là nó thôi. Ở đây kết thúc rồi.